Thưa quý vị, giá lợn hơi hôm nay đồng loạt giảm trên cả nước. Tại miền Bắc thì giá lợn hơi có nơi giảm sâu từ 4 tới 5 ngàn đồng 1 kg. Hai miền còn lại giá lợn hơi giảm nhẹ. Giá lợn hơi miền Bắc hôm nay có nơi giảm đến 5.000 đồng 1 kg. Vĩnh Phúc và Tuyên Quang giảm từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg xuống còn 71 đến 72.000 đồng 1 kg. Bắc Giang và Lào Cai cùng giảm 4.000 đồng về mức 70.000 đồng 1 kg. Riêng Phú Thọ và Thái Bình giảm tới 5.000 đồng 1 kg về quanh ngưỡng từ 70 đến 73.000 đồng 1 kg. Hôm nay, giá lợn hơi khu vực miền Trung Tây Nguyên dao động quanh mức từ 70 đến 76.000 đồng 1 kg, giảm nhẹ tại một vài địa phương. Trong đó Hà Tĩnh giá giảm 2.000 đồng xuống còn 76.000 đồng 1 kg, ngang bằng với Đắk Lắk. Quảng Nam giảm 1.000 đồng còn 77.000 đồng 1 kg. Thanh Hóa, Quảng Bình, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đồng giá 77.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi và Lâm Đồng có giá cao nhất vùng từ 79 đến 80.000 đồng 1 kg. Thị trường lợn hơi miền Nam hôm nay cũng trên đà giảm. Hai tỉnh Đồng Tháp và Bạc Liêu cùng giảm 1.000 đồng về mức 77.000 đồng 1 kg, ngang bằng với Tây Ninh và Bến Tre. Các tỉnh Sóc Trăng, Bình Phước, Vũng Tàu, An Giang, Kiên Giang quanh ngưỡng từ 78 đến 79.000 đồng 1 kg. Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và Trà Vinh vẫn giữ giá 80.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA có hiệu lực, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang EU tăng trưởng rõ rệt, đơn đặt hàng từ châu Âu về ngày càng nhiều. Theo báo cáo, tháng 9 năm 2020, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,8% so với tháng 8 năm 2020 và là tháng đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong 9 tháng qua. Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên 1,6 tỷ đô la Mỹ, lâm sản chính trên 1,2 tỷ đô la Mỹ, thủy sản đạt 820 triệu đô la Mỹ, tăng 0,6% và chăn nuôi đạt 34 triệu đô la Mỹ, tăng 17,2%. Hiện đã có 8 nhóm mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ và 6 nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ đô la Mỹ, gồm cà phê 2,2 tỷ đô la Mỹ, gạo 2,5 tỷ đô la Mỹ, hạt điều đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, rau quả đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ, tôm đạt 2,75 tỷ đô la Mỹ, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,5 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, bãi biển Mỏ Ó, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng có một nghề rất độc đáo, đó chính là nghề trượt ván bắt hải sản. Để bắt được hải sản thì người ta dùng một tấm ván trượt trên bùn để bắt, bởi vì bùn ở đây thì nhão, nhấc chân đi lại rất khó. Và nhờ có ngư cụ độc đáo và đặc biệt này mà cuộc sống mưu sinh vất vả của bà con bớt đi phần cơ cực. Thủy triều rút, để lại bãi bùn dài hàng chục km. Những ngư dân, một chân tỉ gối lên ván, một chân đạp xuống bùn, mỗi cú đạp đẩy chiếc ván lao lên phía trước. Cứ vậy, nhờ chiếc ván mong này, ngư dân có thể đi lại dễ dàng trên bãi lầy để bắt cá, cua, sò. Miếng mong này là mình đi ra vô là nước gồng sát thì là sát, ra vô là 40-50 cây số đó, chứ không phải gần đâu. Khi thủy triều bắt đầu lên, mọi người lại trượt ván mong vô bờ. Mỗi buổi, có người hồ hởi vì bắt được vài kg cá bống sao, hoặc vài kg sò huyết hay răng lưới trúng nhiều cá. Mong này ông bà để lợi hồi đó giờ nè. Cái này là cái phương tiện để ra vô bắt ốc cua này kia nọ. Đâu phải có như người ta có tiền, người ta có ghe tàu lớn này kia nọ thì ra vô đánh bắt. Đánh bắt thủy sản cao cấp, còn thì tôi này chỉ ngày ngày sống qua ngày đó. Ngày có bữa có, bữa không. Hơn chục năm về trước, bãi biển Mỏ Ó có gần 200 hộ đi ván mong. Nhưng do đánh bắt bừa bãi, ô nhiễm môi trường đã khiến nguồn lợi hải sản bãi bờ ngày càng ít đi. Nhiều người đã bỏ nghề, rời quê lên phố. Hiện chỉ còn khoảng 20 hộ gắn với nghề. Đa phần là nghèo khó, không đất đai sản xuất, phải nương vào bãi cạn kiếm sống. Lúc một ngày thu nhập bữa nào có thì được 200-300, bữa nào không có nó bớt thì cũng 100, và khi nhiều đôi lúc cũng không có, nhiều lúc có thể 400-500 cũng chân nữa, tùy theo làm ăn theo những cái nghề của bà cậu.
bởi vì nghề biển cá dưới nước này mình không biết được ngày nào có ngày nào không, thì thu nhập thì nói đúng ra thì mình bù qua bù lại thì ngày chắc cũng khoảng 100 ngoài ngàn, 120 tới 130 ngàn. Theo anh Cò và một số ngư dân khác, người đi ván mong vẫn sống được với nghề, tuy cá cua có ít đi nhưng vẫn đắp đổi được qua ngày. Thưa quý vị, trên dòng sông Hậu thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ có một bè cá của ông Lý Văn Bon. Và nơi đây có một lớp học tiếng Anh miễn phí đều đặn diễn ra vào buổi chiều thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần. Lớp học được các thầy cô ở trung tâm Anh ngữ mở ra với mong muốn là giúp người dân địa phương có chút vốn tiếng Anh nhằm phục vụ hoạt động du lịch cộng đồng. Ở đất Cồn, mọi người có công việc khác nhau. Người thì là chủ nhà vườn du lịch, người là shipper, người là chủ đưa đò. Nhưng họ có cùng đam mê làm du lịch nên theo học tiếng Anh. Cứ thế, những chuyến đò đưa người đến với lớp học tiếng Anh miễn phí liên tục cập bến trên bè cá của ông Bảy Bon. Trong lớp, bà Lê Thị Mỹ Loan là người lớn tuổi nhất. Năm nay, bà Loan đã 60 tuổi. Ở cái năm công nghệ thì mình có thể hỏi các bạn trẻ hơn mình. Các bạn cũng nhiệt tình, giúp đỡ, rồi thầy cô cũng nhiệt tình giúp đỡ mình. Nhưng mà bây giờ mình cũng biết được tỉnh à. Trên bè cá rộng khoảng 50 m², thầy cô giáo của trung tâm Anh ngữ Huyền Lê ở thành phố Cần Thơ đã bố trí bàn học cho bà con ở đất Cồn. Cô như cô học ra cái cô phiên âm ra, khi mà ra tiếng Việt rồi về nhà, khi mình học câu này xong rồi mình học lại câu kia, mình học thêm câu kia, mình ôm lại câu cũ, rồi viết nó cũng quen, gặp là mình gặp ít người trong nhà là các nhà vườn nè, mình gặp mình có thể là chào hỏi hoặc mình đem đi giao đồ món ở nhà vườn khác á. Thì mình cũng có thể là hai nó tôi biết dữ. Cô chia nhỏ ra và cô nói đi nói lại nhiều lần. Khi mà đã quen miệng rồi thì cô sẽ nghe vào cái phiên âm của cái này để cô kiểm tra lại coi cái phiên âm đó nó đúng hay không. Cô sửa, cô chỉnh lại một lần nữa. Và cô đọc từ đoạn xong rồi cô ghép lại thành câu. Rồi để cô nhớ. Về phương pháp giảng dạy thì chúng tôi luôn đặt nặng cái vấn đề là luyện tập thường xuyên. Trong lớp học thì các giáo viên của chúng tôi là tạo các hoạt động mà để cho các bà con có thể có nhiều thời gian luyện tập với giáo viên, với những người xung quanh. Ôn luyện miệt mài và chăm chỉ học, đồng thời cùng với sự nhiệt tình chỉ dạy của các thầy cô. Đến nay, mọi người đã nói tiếng Anh khá lưu loát, có thể tự giới thiệu về đất và người Tây Đô. Từ kết quả đạt được ban đầu, các thầy cô còn mở thêm lớp học tiếng Anh trực tiếp qua mạng. Ở đó, ngoài giờ học và làm, mọi người có thể tự tra từ mới tiếng Anh, dịch câu và có thể tương tác trực tiếp với thầy cô tiếng Anh. Để khi dịch bệnh COVID-19 qua đi, ngành du lịch miệt vườn bắt đầu khởi sắc trở lại. Du khách nước ngoài đến tham quan thì người dân ở đất Cồn có thể tự giao tiếp và tự tin giới thiệu về những món ăn, cây trái đặc sản xứ Cồn.